Đây, đây là con ngựa đi hình L đúng không? Ờ đúng rồi. Một ai? Mày. Đây đây đây. À đây 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 đây. Được ăn được con này đúng không? Ôi chết rồi. Ờ mất con ngựa nha. Đây. Đó. À, sắp tới là trường tổ chức cuộc thi đấu cờ vua đó cấp trường, sau đó sẽ lựa chọn những cái bạn nào mà thi đấu tốt này là sẽ đi thi đấu cấp huyện, cấp tỉnh, hay là bây giờ mình về mình chế một cái bộ cờ vua đi, xong mình sẽ rủ Su Hào tập luyện để khi đó mình với Su Hào sẽ tham gia cuộc thi đó đạt thành tích tốt nhất đó. Được á, bây giờ mình sẽ đi về nhà. À, ở đây thì mình đã chuẩn bị những cái quân cờ đây các bạn. Thì những cái quân cờ này thì mình đã làm từ những bìa cắt tông nha. Đó, ở đây là một chuồng ngựa này hay còn gọi là mã đó. Thì ở đây mình đã chia ra làm hai đội nè. Ở bên này là mình đã tô màu ra. Đó, là quân này là quân một đội, bên này một đội. Thì tổng số quân cờ của chúng ta đó là 32 quân cờ nha các bạn. Mỗi bên là sẽ là 16 quân cờ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn những cái quân cờ này vào cái đế nha. Ở đây thì mình đã tạo những cái đế này. Đó, mình sẽ gắn lên đây cho nó đứng nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn lên bằng keo nể nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong những cái quân cờ này các bạn. À, bước tiếp theo thì mình sẽ là đó là mình sẽ vẽ cái bàn cờ nha. Cái bàn cờ thì mình sẽ sử dụng một cái tờ giấy trắng như này này. Đó, hình ô vuông như này. Và ở trên này thì mình sẽ thiết kế là gồm 32 ô nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vẽ lên đây. Đó, mình sẽ vẽ bằng thước này. Tổng cộng là 32 ô nha. Ở đây thì mình đã thiết kế luôn cái bàn cờ rồi này các bạn. Thì cái bàn cờ của chúng ta là bề ngang là gồm 8 ô nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì cái bàn cờ này sẽ là hình vuông nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tô màu cho nó. Thì nó sẽ tô kiểu hình caro nha. Thì đây là một ô trắng này, ô đen này, trắng ô đen. Nó kiểu như vậy mình sẽ tô nha. Wow, vậy là mình đã vẽ xong cái bàn cờ rồi nè. Nhìn khá là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gom những cái quân cờ này lại và đem sang nhà Su Hào. Rủ Su Hào tập luyện mới được. Oh, mình mua được bộ cờ vua rồi nè. Rồi phải mở ra chơi mới được. Nhưng mà cái này hai người chơi mới được, mình phải gọi công Nguyên ra nhỉ. Sao ơi? Ờ công Nguyên hả? Ừ sao không sao. Hả? Thế nè, tớ vừa mới làm được cái bộ cờ vua đấy sao. Ồ. Đó, hay không hay không? Cầu làm cờ vua hả? Ừ, tại vì biết sao không? Hả? Sắp tới là trường mình đã tổ chức cái cuộc thi chơi cờ vua cấp trường đó. Ờ, bởi vậy tớ mới mua về nè. Ừ, mà biết sao không? Sao? Phần thưởng lần này rất là cao luôn. Cao hả? Ừ. Đó là 500 ngàn đó Su Hào. Ồ, hay nhờ. Ừ, nên là tớ đã làm cái bộ cờ vua này nè. Sáng nay rủ cậu chơi cùng. Ờ, cậu làm bộ cờ vua này hả? Ừ, tớ làm đó Su Hào. Ủa, cậu làm như thế nào vậy? Cậu giới thiệu cho tớ đi. Ờ, để tớ chỉ cho Su Hào nè. À, những cái quân cờ này tớ làm từ bìa cắt tông đó Su Hào. Bìa cứng hả? Ờ, từ bìa cứng đó. Thấy không, thấy không? Tớ vẽ lên xong tớ cắt theo đi Su Hào. Ở đây này là hàng tiền đạo này nè. Là biết gì không Su Hào? À, đây là con tốt đúng không? Ờ, đây là hàng một nguyên một hàng tốt đó. À. Đó, ở bên đây nè. Ở ngoài cùng này là con xe này Su Hào. À, xe. Đó, con xe này tớ làm như này. Thấy không? Tiếp theo là con mã này Su Hào hay là con gọi con ngựa đó. À, ngựa. Đó, còn thấy con ngựa tớ đẹp không? Ờ, à, cũng đẹp đấy nha. Ừ. À, tiếp theo là con tượng này Su Hào. À. Đó, này con tượng này. Đây, đây, đây. Đây là ông vua của chúng ta nè. Đó. Vua dáng eo thon thôi. Eo thon đúng không? Nhưng mà chân to này đúng không? À. Trên này có thêm một cái dầu còng này Su Hào. Đó. À, vương miện đúng không? Vương miện đó. À. Đây, đây, đây. Đây là bà hoàng hậu nè. Ồ. Hay còn gọi là vợ vua đó. Thấy không? Nhìn sao giống cái quả quả thơm nha. Quả thơm phải không? Ờ. Ờ tại cũng như vậy như vậy á. Nhưng biết sao không? Tại thiết kế trên này giống như là cái vương miện đấy Su Hào. À. Đó. Ở đây này là hai cái tay này. Tay này hơi ngắn. Đó. Rồi. Tiếp theo thì đây cũng là một con tượng đấy Su Hào. À. Tại vì mỗi bên là sẽ có hai con tượng đó. Ừ. Và cũng sẽ có hai con mã luôn nè. Hai con ngựa và hai xe. Và hai con xe. À. Đó, bên này thì cũng tương tự đấy Su Hào. Bên này thì tớ đã tô màu đây nè, để phân biệt á Su Hào. Để phân biệt hai đội nhau á. À, một đội màu trắng, một đội đen nha. Ờ, một đội màu trắng, một đội màu đen nè, đó. Thấy Su Hào, bộ của cậu, bộ gì mà nhìn thì đẹp đấy Su Hào. À, bộ cơ vua của tớ được làm bằng gỗ đó con Nguyên. Ghê, bằng gỗ luôn á Su Hào. Ờ, cái bàn bằng gỗ, còn các con cờ á thì là bằng nhựa. Đấy hả, ừ. Vậy chắc đắt tiền lắm nha. Ờ, cái này tớ mua 100 ngàn đấy con Nguyên. Wow, đảo đấy Su Hào. Thấy Su Hào, bây giờ cậu mở ra cho tớ xem đi Su Hào. Ờ, để tớ mở ra nha. Đây này con Nguyên. Đó, bên trong này là có một cái hộp bằng gỗ này công Nguyên. Đó. Wow, đã nha. Cái hộp này là mình đựng cờ trong này luôn.
Đó, bây giờ tớ sẽ mở cái móc khóa ra nè. Ở ngoài nó có một cái khóa kìa. Giống như cái rương vậy đó. Đó, bên này là có hai quân cờ này không Nguyên. Bây giờ tớ sẽ xé ra nha. Một quân cờ đen và một quân cờ trắng đúng không? Đúng rồi. Đây, đây là quân cờ màu đen nè. Đó, và đây. Đây là quân cờ màu trắng. Đó, nhìn đã xuống hao nha, nhìn đẹp ghê luôn á. Bây giờ tớ sẽ sắp lên nha. Rồi, còn sắp đi chứ bao. Cái này có gắn các con số và chữ cái này không Nguyên? Để mình định vị vị trí các con cờ đó. À, là mình dọng theo để mình biết vị trí nó đang nằm ở đâu đúng không sao? Nhưng mà cái này cũng không cần thiết lắm. Mình chủ yếu là mình nhìn vô cờ đánh thôi. Ê sao biết sao không? Sao? Tự nhiên thấy mấy con tốt của cậu á. Sao mà nó nhỏ chút xíu hả ta? Tốt nhỏ chút xíu nha. Đây. Và bây giờ là ngựa nè. Đó, hai ngựa ở đây. Wow, hai con ngựa đẹp nha. Ngựa đẹp không? Đây là tốt nè, tướng nè. Hai con tướng đúng không? Còn đây là xe. Hai con xe. Và đây là vua và hoàng hậu nè. Ủa, ông nào là ông vua, ông nào hoàng hậu số hao? Đây là vua này con Nguyên. À, không có dấu cộng đấy đâu đúng không? Còn đây là hoàng hậu này. Hoàng hậu nhìn có vẻ giống như con tướng á, nhưng mà nó to hơn. À, qua nhìn đã nha. Ê số hao, biết chơi cờ vua không? Biết chứ. Đây, bây giờ cậu chỉ cho tớ đi số hao. À, đây nè. Con tốt á thì mình có thể là đi ở bên trong nước bên mình á thì mình đi được hai nước nè. Còn khi mà qua nước bên bạn á thì chỉ đi được một nước thôi. Đấy hả chú Bao? Còn con tốt này á là mình sẽ ăn xéo nha con Nguyên. Đây là mình ăn chéo đúng không? Ăn chéo, đi thẳng ăn chéo nha. Đi thẳng ăn chéo. Còn đây là con xe nè. Con xe này á là mình đi thẳng, ăn thẳng. Mình đi được rất là dài luôn, đi được hết bàn thờ cờ luôn á. Đó, mình sẽ đi như vậy. Đó. Con xe là sẽ đi thẳng và đi ngang đúng không sao? Đúng rồi, đi thẳng và đi ngang. Còn con ngựa là đi hình chữ L nha con Nguyên. Hình chữ L đúng không? Đây, đó, hình chữ L nè. Mình muốn đi kiểu gì cũng được nhưng mà đi hình chữ L thôi nha. Hình chữ L. Đó. Còn đây là con tượng nè. Con tượng này á thì mình sẽ đi xéo và ăn chéo nha. Đây, mình sẽ đi chéo hết được hết bàn cờ luôn. Và mình ăn chéo cũng ăn hết bàn cờ luôn nè. Đó. Còn ở đây là con hậu nè. Hậu thì mình có thể là đi được tất cả các hướng đó nha con Nguyên. Là có thể đi thẳng, đi xéo hoặc đi ngang đúng không? Đúng rồi. Còn vua thì cũng có thể là đi được nhiều hướng nhưng mà chỉ đi được một nước thôi. Tức là đi được một ô thôi nè. Đi xéo một ô hoặc là đi lên một ô hoặc đi ngang một ô. Vua mà lười chú Hào nha, đi được có ô à? Chỉ có hậu là mạnh nhất thôi, là có thể đi được tất cả các hướng mà đi rất là xa luôn. Đó. Còn bên này thì cũng tương tự đúng không? Sao? Đúng rồi. Có con mã này, con xe, con tường này. Bên này cũng tương tự như bên này luôn đó. Ê công Nguyên, bây giờ mình chơi thử đi. Mình chơi hả số hao? Cậu nắm được các bước đi chưa? Rồi, cậu chỉ một lần là tớ nhớ mà. Học hỏi nhanh thật đó. Nhưng mà số hao bây giờ chơi cái bàn cờ của cậu đi. Bây giờ tớ cất cái bàn cờ của tớ đi. Tại vì biết sao? Sao? Tại vì tớ nghĩ là cậu không có bàn cờ á nên tớ đã chẻ cái bàn cờ này sang một cậu chơi nè. Ai ngờ đâu có cậu có bàn cờ rồi thì tớ dẹp bàn cờ này nhá. Tớ bỏ qua đây. Rồi, bây giờ mình chơi này đi. Đi. Cậu quân đen hay quân trắng? Quân trắng đi. Cậu quân trắng ha. Rồi. Nhưng mà luật như này nha. Bây giờ mình sẽ chơi chơi nhanh chứ không có chơi rề đâu nha. Chơi nhanh là sao chú Hào? Tức là trong vòng 3 giây mình sẽ di chuyển con cờ. Ví dụ mà trong vòng 3 giây mình không di chuyển là thua đó. Vậy hả? Vậy là bắt buộc trong vòng 3 giây là mình phải đánh được một nước đúng không? Đúng rồi, mình phải suy nghĩ nhanh lên chứ nếu mà cứ ngồi rề thì nó rất là lâu. Cũng hay á. Thôi chơi luôn chú Hào, chấp nhận luôn. Ok, bây giờ chơi nha. Sushi cho ai đi trước nè. Sushi. Cho cậu đi trước á. Để trước nha. Này thì đi nhá. Đi không tốt trước. 1 2 3. 1 2. Lên đây đó. 2 3. 1 2. Đó lên đây. Đây. Tớ sẽ đi con này đó. Đây. Đây. Đây, tớ sẽ di chuyển con này lên đây. 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 Đây là con ngựa đi hình L đúng không? Đúng rồi. 1 2 3. Đây đây đây. Đây. Tớ ăn được con này đúng không? Ôi chết rồi. Mất con ngựa nha. Đây. Chạy ngựa về á. 1 2 3. Chạy vô luôn rồi. 1. Mình đi sai nước rồi. Lên đây. Đây. Tớ lại đi lên đây. Đây, úi xì ngon. Ngon vậy. 1 2 3. Đi lại. Ngon. Ngon. Đây. Ôi trời ơi.
ơi, mày biết ăn luôn. Không nha, con gì đây? Con này con tường. Nè, con tường chạy lên đây đúng không? À, đúng rồi. Ăn được. À. Một, hai, ba, lên đây. À, nhầm đường lực lối rồi. Số hào rối rồi. Rối rồi. Chạy đó. Ừ. Một, đúng hai, rồi. Ba, lên đây. Một, hai, ba. Đây. Lên đây. Ui trời ơi. Đây. À, lên đây. 1 2 3. Ăn đi. Con định lại con ngựa con ăn con tở gì đúng không? 1 2 3. À chết. Rồi xong rồi, làm sao đây? Đây. Làm sao? Bây giờ mình làm sao? Con này là con vua hả? Vua chưa được chưa được. Đây đây. Hay quá, hay quá. Lên nè. Ăn nè. Ủa sao ăn được? Con này con hậu. À. Con này con hậu nè. Hậu không? Con hậu nè. À đúng rồi, hậu nè. Đó. 1, 2, 3. Hậu, hậu. Đây, tốt nha. À, tốt. Đây, ăn luôn. Cũng được. Trời ơi, mất con hậu ơi. Đây, mất ngựa nè, đó. Đây con mua nha. À. Ăn luôn con tốt. Giờ đi 1, 2, 3. Này, đây. Đây. Chạy con mua về. À, mình lên con này đi. À, mình đi ra con xe đi. Mình lên đây đi. Mình đi lên đây đi. Mình ăn con vua cái hả? Ê, con này con vua hả không? Cái gì nữa? Ê thôi cho đi lại đi. Đi lại đi, cho đi lại đi. Chấp luôn. Không, tại tưởng con này là con hậu. Thôi đi lại nha. À, chịu tướng là mày nói chịu tướng nha. À, chịu tướng. Về. Về. Ừ. Chà. Mình đi đi đâu nhỉ? 1 2 3. 1 2 3. Ờ. Ờ. 1 2. Đây. Đây à? Ừ. Đây thì mình về đây nhỉ. Đây nhỉ. Đó đi đâu đi. À, đi đâu đi? Đó đi đâu tí. Đây mình về đây. Về đây hả? À. Về đây thì mình Đó đi lại đi. Đi lại nha. Đây nè, nằm đây nè. Đây hả? Đây thì mình qua đây ăn đi nha. Qua đó ăn đi. Không, mình ăn không ăn được, mình ăn con này thì con này ăn của mình. Mình chạy về đi. Mình về, bảo vệ. Bảo vệ gì nữa? Vua chiến tướng kìa. Có chịu được hả? Ờ. Chết rồi. Đây. Đây, mình ăn con này đi. Nhà. Chết rồi, xong rồi. Đổi luôn, đó. Đây, ăn luôn. Ừ. Đấy. Giờ phải đi con này con xe hả? Ôi chết, chết. Tại vì con này chịu tướng nha. Đó, con này chịu tướng nãy giờ mà không nghĩ à. Đúng không? Mình lên đây nha. Lên đây cũng không được nha. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qua đây. Đó hả? Chịu tướng nha. Chịu tướng hả? Đây đây. Mình xuống đây cái nha. Chết rồi, giờ sao đây ta? Làm sao đây nha? Chết rồi, mất con này rồi. Bây giờ phải làm sao? Qua đây. Ui giời. Ăn đi, ăn nhiều vào. 1, 2, 3. Mình chạy. Đây. Ui giời. 1, 2, 3. Qua đây hả? Cậu từ đây mà cậu ăn con xe của tớ là tớ mất con xe rồi. Ồ, nhờ, quên nhờ. Chịu tướng à? Ừ. Đây, tớ lên đây. À, qua đó hả? Tớ lên đây. Đây, chịu tướng hả? Tớ qua đây. 1, 2, 3. Chịu tướng hả? Chịu tướng đi, qua đây. Ồ, một, hay nhờ. 1, 2, 3. Đây, về đây. Ồ, được. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chú Hào bị rối rồi. Chú Hào mà lấy con này ăn con này là được rồi. Chú Hào bị rối rồi. Không sao. Gấp quá. 1, 2. Tớ về đây. Đó. Xong tớ lại xuống dưới đây. Chạy. Này. Trời ơi. Này thì mất con hồng. Mất hồng rồi. 1, 2, 3. Đây, qua đây. Đây hả? Qua đây tớ. Qua đây. Đây, qua đây. Qua đây hả? Tớ lên đây. Lên đây. Tớ ăn luôn con này này. Đó. Chịu được. Đó mày ăn mày nhầm. 1 2 3. Qua đó hả? Qua đó thì tớ qua đây. Đây. 1 2 3. Đây. Tớ lên đây. Lên đó hả?
À, qua đó hả? Ừ. Qua đó thì nó lên đây. Lên đây. Tình chiều tướng thôi. À, chiều tướng phải đi về đây nữa. Chiều tướng, lên đây. Đó. À, chờ sao ta? Qua đây, chiều tướng. Con này ăn đây được không ta? Ăn được nhưng mà con này nó ăn lại là cậu như cậu thua. À, đây. Đây, qua đây. Đó. Tớ ăn con này. Đó. Sao ăn sao? Con này. Ôi da! Giờ làm sao ta? Tớ qua đây. Ăn con này luôn. Ơ rồi. Sao? Sao? Như vậy là sao? Bây giờ như này hề hả? Hề hả? Hề hả? Chú Hằng vậy đây có như hề đúng không? Ờ như vậy hề như còn gì nữa? Ờ con mỗi bên là một con vua. Con vua này. Chứ lính đâu còn gì nữa đâu. Giờ làm sao mà giờ nếu mà dí thì cứ chạy vòng quanh này. Sao hẳn được. Và là chạy vào quanh vòng cờ đó đúng không? Đúng rồi, cứ chạy quanh nước luôn này. Ờ chú Hằng. Vậy bây giờ muộn rồi, tớ đi về chú Hằng. Còn về hả? Ừ. Có gì ngày mai á. Ờ. Tại vì từ đây mà đến ngày thi á chú Hằng là còn cả tuần nữa. Ờ. Thì mình sẽ tập luyện nha. Ừ. Thì đi học xong á, tớ sẽ qua nhà cậu rồi mình cùng tập luyện nha chú Hằng. Ờ đúng á. Ờ thôi bây giờ tớ đi về đây. Ừ, cậu về nhá. Ờ đi về nhá chú Hằng. Ờ. Cậu cầm bên cơ kìa. Ờ tớ đi cầm luôn nha. Bye bye nha. Bye bye nha.